ship xe miễn phí về tận nhà cho khách ạ. Cửa hàng em đang bên kỹ thuật đang hỗ trợ ship xe về tận nhà miễn phí cho khách hàng. Xe điện mọi người nhé. Đây là xe điện ạ. Đây là xe điện đại lý Huy Bổ em đang ship xe về tận nhà cho khách hàng miễn phí ạ. Hỗ trợ vận chuyển lắp đặt miễn phí tận nhà cho khách hàng luôn, bảo hành tại nhà. Xin chào mọi người ạ. Xe đang lăn bánh rồi đấy ạ. Lên đường ship xe. Lên đường ship xe cho khách hàng ạ. Ship xe miễn phí mọi người nhé. Mọi người mua xe điện thì ghé qua Huy Bổ em mua nhé. Cửa hàng em ship tận nhà miễn phí luôn. 3 giờ chiều. Cửa hàng em đang hỗ trợ lắp xe mới cho khách hàng. Quay giờ đích xuất xưởng ạ. Giá chỉ tầm 22 triệu hơn mọi người nhé. Honda giờ đích xuất xưởng. Mọi người rảnh không? Rảnh vào ngắm xe đẹp nhá. Mình sẽ quay một chút giới thiệu xe cho mọi người nhá. Mọi người muốn xem xe gì ạ? Muốn xem xe gì mình sẽ quay cho xe đấy ạ. Honda Goyan Pha rẻ sập sàn luôn. Tại xe máy Huy Bộ. Đây ạ, chỉ tầm từ 18 triệu một xe thôi mọi người nhé. Hơn 18 triệu một xe thôi ạ, đang khuyến mại sâu luôn đấy ạ. Đang có chương trình tặng 500.000 một xe mua Goyan Pha tại xe máy Huy Bộ ạ. Winner X chỉ từ 30 triệu một xe thôi ạ. Winner X ạ. Chỉ từ 30 triệu một xe mọi người nhé. Hỗ trợ mua trả góp trả trước 0 đồng ạ. Không có tiền cũng mua được xe Winner X rồi ạ. Mọi người ở đâu cũng mua được xe nhé. Có căn cước là mua được. Đủ 18 tuổi là mua được. Qua cửa hàng em hỗ trợ trong một nốt nhạc là mua được xe thôi ạ. Winner X giá chỉ từ 30 triệu một xe. Xin chào mọi người nhé. Mọi người đang xem cho em xin một chấm ấy để em biết là mọi người đang ủng hộ em để em quay cho mọi người, cho có động lực ạ. Goyan Pha mọi người ơi. Honda Goyan Pha phiên bản giới hạn các màu độc và lạ, hàng sẵn tại điện máy xe máy Huy Bộ luôn ạ. Ngã ba thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là địa chỉ cửa hàng em nhé. Goyan Pha phiên bản giới hạn các màu tại điện máy xe máy Huy Bộ. Đây ạ, Honda Goyan Pha. Hỗ trợ mọi người mua trả góp trả trước 0 đồng nhé. Gần Tết rồi. Exciter ạ. SH125ABS. SH125 giá bản CBS là khoảng 80 triệu. Bản ABS thì khoảng 90 triệu Trịnh Quân nhé. Có hỗ trợ trả góp đấy ạ. Trả trước 20 triệu là mua được SH rồi ạ. Exciter màu đen 150, 155. Hàng sẵn tại xe máy Huy Bộ mọi người nhé.
Yanfa, độc và lạng, hỗ trợ trả góp trả trước 0 đồng. Huy Vũ trả góp trả trước 0 đồng. Exciter các màu giới hạn đây ạ. Cửa hàng mình có sẵn nhé. Tại điện máy xe máy Huy Vũ hàng có sẵn luôn ạ. Mọi người chỉ việc đến là chọn xe thôi. Mọi người vào ngắm xe ga nhé. Xe ga Vision màu mới, phiên bản mới. Honda Vision phiên bản mới tại Huy Vũ luôn. Đầy đủ các màu luôn ạ. Hỗ trợ mọi người mua trả góp trả trước 0 đồng nhé. Honda Vision giá chỉ từ 30 triệu một xe thôi ạ. Honda Vision giá xe chỉ từ 30 triệu một xe thôi ạ. Hỗ trợ các chị đẹp trả góp ạ, trả trước 0 đồng. Mọi người mang theo căn cước công dân hoặc là chứng minh thư là mua được rồi nhé. Bây giờ mua xe dễ lắm ạ, không cần phải có bằng lái, không cần phải có sổ hộ khẩu như ngày xưa đâu ạ. Chỉ cần có căn cước hoặc là chứng minh thư thôi ạ. Mua hàng rất là dễ luôn. Hiện tại huyện Chi Lăng mình vẫn nằm trong vùng an toàn mọi người nhé. Bên kỹ thuật mình vẫn hỗ trợ bán hàng, lắp xe bình thường mọi người nhé. Khách hàng mua xe tại Huy Vũ đấy ạ. Mọi người yên tâm về huyện Chi Lăng ngay mua xe nha. Yên tâm về huyện Chi Lăng mua xe. Mình xin phép dừng like ạ.